Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tài tiếng do cận vệ và bài học ngoại giao Ngày 21 tháng 11, AFA Tiếng Việt đăng bài bình luận Bê bối cận vệ và thông điệp ngoại giao bất cần của Nguyễn Hà Hùng Theo đó tác giả cho hay, nguyên thủ công du quốc tế là dịp nâng cao hình ảnh quốc gia Nhưng chuyến đi Chile và Peru của ông Lương Cường lại để lại một loạt bê bối Và đây là hình bài trên AFA Tác giả nhắc lại chi tiết vụ việc Bộ Ngoại giao Chile ra thông cáo rằng, đêm chủ nhật ngày 10 tháng 11, một thành viên an ninh của phái đoàn Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Chile bị cáo buộc xâm hại tình dục. Hôm sau, một tòa án ở Santiago phán quyết trục xuất người đàn ông này lại đắc tuấn và không được nhập cảnh Chile trong ít nhất 2 năm. Truyền thông trong nước không có giọng tin nào về bê bối này tạo nên một khoảng trống và cơn đói tin tức góp phần làm suy yếu niềm tin của người dân. Theo tác giả, có nguồn nói ông Tuấn vẫn đi cùng đoàn chủ tịch nước sang Peru sau đó hai hôm. Nếu đúng vậy, đó là dấu hiệu bất cẩn và thiếu trách nhiệm. Đơn giản vì hành vi tấn công tình dục là không chấp nhận được. Giữ họ ở trong đoàn, gửi đi thông điệp là hành vi của người này có thể được bỏ qua hoặc không xử lý nghiêm. Ở các nước phát triển, để bảo vệ uy tín quốc gia, những sự kiện như vậy thường được xử lý công khai và nghiêm khắc. Ví dụ, phái đoàn Barack Obama đã lập tức loại nhân viên mật vụ thuê gái gọi trong chuyến đi Colombia năm 2012 và nhân viên an ninh say xỉn trong chuyến đi Hà Lan năm 2014. Tác giả cho biết, ba hôm sau, tại hội nghị thượng đỉnh APEC tại Peru, vệ sĩ của ông Lương Cường đã sử dụng súng chống ron trong khi duyệt đội danh dự tại dinh công lý ở Lima. Phóng viên quốc tế đã nhanh chóng ghi lại động thái này. Bức ảnh trở thành tâm điểm chú ý trên truyền thông quốc tế và lọt vào danh sách những hình ảnh ấn tượng nhất trong ngày. Vẫn theo tác giả, điều đáng nói là nguy cơ ông cường bị tấn công bằng john không hiện hữu khả năng ông ta bị một quốc gia đối địch tấn công bằng john bị loại bỏ việt nam hiện không có chiến tranh và đây là hình chủ tịch nước lương cường đối thủ chính trị ở trong nước thì hầu như không thể tấn công ông bằng john ở peru một phương án quá mạo hiểm nếu muốn họ có những lựa chọn khác sử dụng vũ khí khi không có nguy cơ thực tế nào đặt ra câu hỏi về tính chuyên nghiệp của đoàn việt nam hơn nữa động thái này tạo khoảng cách với công chúng tác giả dẫn lời Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế IPEC ở Peru. Ông cảnh báo về mối nguy chiến tranh thương mại trên thế giới. Ông Cường chỉ trích, cần loại bỏ tư duy, nhất bình thắng, nhất bình thua, không để chủ nghĩa dân tộc làm méo mó chính sách. Tác giả nhấn mạnh rằng, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Số liệu năm 2023 của VCCI cho thấy, xuất khẩu sang Mỹ chiếm 26% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Hoa Kỳ còn là một trong những quốc gia tài trợ lớn nhất cho Việt Nam. Một ví dụ gần đây là Việt Nam thuộc top 10 nước được Mỹ viện trợ vaccine nhiều nhất trong đại dịch COVID. Tác giả nhận định, phát biểu của Chủ tịch nước Việt Nam có thể khiến quan hệ song phương Việt Nam và Hoa Kỳ trở nên căng thẳng, nguy cơ mất viện trợ hoặc hỗ trợ kinh tế, ngoại giao bị giảm sút. Chuyến đi của ông Lương Cường lần này để lại nhiều bài học đắt giá, cần xét lại tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm cảnh vệ báo chí trong nước không thể tản lời che giấu sự thật. Tác giả đưa ra kết luận, người dân cũng cần yêu cầu chính quyền thực hiện chiến lược ngoại giao tỉnh táo, bảo vệ lợi ích quốc gia thay vì tạo nên căng thẳng không cần thiết. Nếu những vấn đề này không được giải quyết dứt khoát, các chuyến công du tương lai sẽ tiếp tục làm suy yếu hình ảnh của quốc gia Make in Việt Nam không có mấy giá trị. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tài tiếng do cận vệ và bài học ngoại giao. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thảo báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Một người Việt bị Mỹ bắt giữ vì rửa tiền. Ngày 20 tháng 11, BBC Tiếng Việt Loan Tình chính phủ Mỹ cáo buộc người đàn ông Việt Nam rửa tiền gần 70 triệu đô la Mỹ. Theo đó, ông Lê Văn Hùng, 29 tuổi, bị cáo buộc rửa 67 triệu đô la tiền bất hợp pháp theo thông báo ngày 18 tháng 11 của Bộ Tư pháp Mỹ. Và đây là hình bản tin trên BBC. BBC cho biết, trước đó vào ngày 15 tháng 11, ông Hùng đã bị dẫn độ từ Hàn Quốc sang Mỹ để trình diện thẩm phán Onan Tiwan tại Tòa án Liên bang khu vực Nam New York vụ án hiện đã được bàn giao cho thẩm phán Jonathan thuộc Tòa án Liên bang. BBC dẫn cáo trạng cho biết, trong giai đoạn từ năm 2020 tới tháng 5 năm 2024, khi làm việc tại văn phòng nước ngoài của một tập đoàn truyền thông đa quốc gia, có trụ sở ở New York, ông Hùng đã cấu kết với những người khác, bao gồm giám đốc tài chính của công ty này, để thực hiện kế hoạch rửa tiền xuyên quốc gia nhằm trục lợi cho công ty và các đơn vị liên kết. Khoản tiền này lên tới 67 triệu đô la, gồm tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp bất hợp pháp và các khoản tiền thu được từ tội phạm khác theo bbc ông hùng đã tuyển dụng và quản lý nhiều đồng phạm bao gồm cả những đồng phạm làm việc với đội ngũ kiếm tiền trực tuyến của công ty để thực hiện được hoạt động rửa tiền ông và đồng phạm đã đánh cắp sử dụng sở hữu và chuyển giao các giấy tờ và thông tin cá nhân của công dân mỹ để mở và duy trì các tài khoản tài chính phục vụ cho việc rửa tiền bất hợp pháp và những mục đích khác và đây là hình trụ sở của ngân hàng Morgan Stanley Global ở New York. Trong một trường hợp cụ thể, ông Hùng đã chỉ đạo cho một đồng phạm gọi đến ngân hàng, mạo danh chủ tài khoản và thuyết phục ngân hàng mở khóa tài khoản để ông có thể chuyển các khoản tiền gian lận ra khỏi tài khoản. BBC cũng cho biết, ông hiện đang đối mặt với nhiều tội danh, gồm có tội danh âm mưu rửa tiền với mức án tối đa là 20 năm tù giam, tội danh âm mưu lừa đảo ngân hàng với mức án tối đa là 30 năm tù giam. Tội danh trộm cắp danh tính nghiêm trọng với mức án bắt buộc tối thiểu 2 năm tù giam. Tội danh âm mưu trộm cắp danh tính với mức án tối đa là 15 năm tù giam. Việc tuyên án cụ thể sẽ do thẩm phán quyết định. Vẫn theo BBC, vụ án hiện do đơn vị chống tham nhũng cộng đồng của văn phòng công tố khu vực phụ trách. Các trợ lý công tố viên Mỹ như Emily, Rebecca và Jen Kim đã đảm nhiệm việc truy tố vụ án. Vụ truy tố này là một phần trong chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm, có tổ chức và ma túy. Lực lượng này nhắm đến việc xác định, vô hiệu hóa và triệt phá các tổ chức tội phạm cấp cao thông qua cách tiếp cận đa cơ quan do các công tố viên dẫn đầu và dựa vào thông tin tình báo. Và đây là hình lệnh truy nã Nguyễn Quốc Minh trên trang web của FBI. Trước đó, vào tháng 3 năm 2023, một người Việt khác là ông Nguyễn Quốc Minh cũng bị FBI Mỹ truy nã với cáo buộc có liên quan đến hoạt động rửa tiền lên đến 3 tỷ đô la Mỹ đánh cắp thông tin cá nhân. Truyền thông nhà nước cho hay Nguyễn Quốc Minh, quê Quảng Bình, có bằng tiến sĩ về tiền mã hóa của Đài Loan và là chủ website Chip Mixer. Trang web của FBI viết rằng Nguyễn Minh Quốc bị truy nã vì tham gia trực tiếp vào việc rửa tiền và đánh cắp danh tính bằng dịch vụ của Chip Mixer. Phần lớn số tiền có liên quan trực tiếp đến những tội phạm mạng dùng mã độc ransomware, tống tiền người dùng trộm cắp tiền điện tử và hành vi phạm tội khác. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Quốc chưa bị bắt giữ do chưa xác định được nơi ở hiện tại. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Chip Mixer đã có một số hoạt động bất hợp pháp từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 3 năm 2023. Trước đó, năm 2019, Chip Mixer cũng bị các cơ quan chức năng chú ý đến khi giúp tin tặc rửa ít nhất hơn 4.800 bitcoin đánh cắp từ sàn giao dịch Binance. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Một người Việt bị Mỹ bắt giữ vì rửa tiền. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thờ Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.